Đã thấy một tủ bò đất tại phòng không. Úi giời. Hôm đấy mẹ cắp kia ra nhỉ. Có một cái con, hai con canh cửa hàng không? Nhìn này. Úi giời. Hôm nay chưa đi cắp đất mấy. Nó mà ăn vào đến đồng mối thì đẹp nhỉ. Đào gì á? Tổ nó to. Úi giời. Giờ trêu phát đuổi kia nữa. Đột vậy thối thịt đấy. Con này à? Con này, con này cắp đất ra. Lúc nào đi tối ấy, mà nhít mẹ lỗ lại, nhít nó ra được không? Nhít làm gì? Nhít nó làm sao nó lại... Đun à? Đun chỗ khác. Ôi ơi, mẹ câu nó mà đi đường. 5.000 anh em ở trong cái lỗ này này.